ra ngoài đưa người bạn của mình vào nha. Dạ. Đây, tới rồi, cưng, vào trái. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ của mình ra nha. Chào chị. Trời, sao giọng nữ tính vậy cưng? Dạ, em cơ thể sinh học thì vẫn là nữ. Và về suy nghĩ, tư duy thì theo xu hướng nam giới. À, rồi, hiểu rồi, tạm thời hiểu nha. Dạ. Cái gì mình không hiểu tới đâu mình hỏi tới đó nha. Dạ. Hôm nay đã đến đây rồi là chia sẻ, không có gì ngại ngùng hết. Trước tiên em giới thiệu về bản thân mình trước đi nè. Xin chào chị và xin chào tất cả khán giả truyền hình. Tên đầy đủ là Nguyễn Lê Yêu Thương, sinh năm 79. Hiện giờ thì em đang làm về đầu tư. Đầu tư cái gì? Dạ, em đầu tư tài chính. Em làm trong lĩnh vực đầu tư công nghệ 4.0, các loại về trong lĩnh vực tiền điện tử. À, rồi, hiểu luôn, biết luôn. Tôi có chơi luôn, tôi biết luôn. Dạ. Rồi, còn gì nữa? Quán. Em sinh ra ở Sài Gòn. Bố thì quê ở Nam Định, còn mẹ thì Cà Mau. Bố mẹ đang ở nhà ở quận 4. Còn em thì em hiện giờ em đang sinh sống cùng với một số bạn, người bạn ở bên Tân Phú. À, bạn mà để làm ăn chung với mình đó hả? Dạ, những người bạn đồng đội. Trước mắt tới đó trước đi nha. Dạ. Mời em gái bên đây. Dạ, em chào chị Cát Tường. Chào bạn đối diện, với em chào mọi người. Rồi. Em là Lữ Thị Vân. Lữ Thị Vân. Dạ, quê ở Nghệ An, hiện đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Em vào trong Bình Dương lâu chưa? Dạ, cũng lâu rồi chị. Tại em vô đại học, đại học 4 năm xong rồi em về nhà được năm hơn gì đó, xong rồi em lại quay vô đây làm. Rồi, thế thì em đang hiện tại là em đang ở với ai? Dạ, em đang ở mình. Ở một mình? Dạ. Ở Bình Dương. Ví dụ bây giờ điều kiện về một cái hoàn cảnh như đó, ví dụ mình lên thành phố Hồ Chí Minh sinh sống, làm việc, nếu mà có người giới thiệu được cho mình công việc ổn định hay là mình xin được cái việc ổn định phù hợp với mình thì em có đi không? Chắc có chị. Chắc có. Trước đây thì em cũng có hai bạn trai rồi. Hai bạn, là con trai? Dạ, xong rồi sau này em có yêu đơn phương thôi, một bạn nữ. Đang quen hai bạn trai, tự nhiên lý do gì tự nhiên lại chuyển qua yêu đơn phương bạn ý nữ? Là kết thúc hai mối tình đó rồi. Đúng rồi, nhưng mà tự nhiên tại sao là đang quen con trai mà lại có cái có nghĩa là các bạn trai đó làm cái gì em, làm cho em hụt hẫng tan vỡ? Không chị. Hay là vì lý do gì mà tự đang yêu đàn ông mà chuyển qua yêu phụ nữ, ý chị là như vậy? Em thì vẫn tin vào tình yêu, ý là quen hai người đó thì người thứ nhất là lúc hồi còn đi học hồi cấp 3, mối tình đầu á, xong rồi sau em lên học đại học cũng có một mối tình. Em cũng chưa nghĩ tới chuyện hôn nhân hay là sau này gắn bó gì hết. Xong rồi sau này em học xong rồi về nhà một thời gian em vô đây làm lại. Cái vô trong chỗ làm của em có gặp một bạn nữ. Một bạn nữ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà yêu đơn phương thôi. Xong rồi em gặp bạn đó xong là em thay đổi hoàn toàn luôn. Sao em biết là em yêu? Ý là rung động y như là mối tình đầu á. Em muốn sau này nếu như mà em kết hôn hoặc em gắn bó, tìm người gắn bó với mình, tới sau này em sẽ tìm một người như vậy. Mà em có thổ lộ với bạn đó? Bạn đó không đồng ý, với lại bạn đó có người yêu rồi. Người yêu bạn đó là trai hay là gái? Con gái. À, bạn đó cũng là trong giới, trong cộng đồng LGBT luôn. Dạ. Nhưng mà từ chối em tại vì có người khác. Dạ, tại vì có người yêu rồi. À, và từ đó về sau là em xác định rõ cái cái giới tính của mình. Nhưng mà sau đó từ đó đến giờ em đã có quen một người nào trong cộng đồng của mình chưa? Dạ chưa chị. Chưa? Chưa luôn. Nhưng mà sau cái lần mà đơn phương với cô đó rồi, có cái cảm xúc với một bạn nam nào khác nữa không? Dạ không. Từ đó đến nay bao nhiêu lâu rồi? 1-2 năm. 1-2 năm là em muốn gắn bó một với cái bạn đồng giới với mình. Dạ. Chứ không muốn một bạn nam nữa. Dạ. Nhưng mà chị vẫn chưa hiểu được cái lý do, cái nguyên nhân là tại sao. Có nghĩa là tại vì em phát hiện ra là mình có cái cảm xúc nhiều với cái người đồng giới hơn. Dạ đúng rồi chị. Rồi quay lại hỏi em chút xíu, nghe câu chuyện tình yêu của tình trường của bạn đó rồi ha. Dạ. Là có vậy thì em thì sao? Em là như trong cộng đồng LGBT của mình thì gọi cái mối quan hệ như hai em đây nè, ví dụ mà kết đôi với nhau nè, thì họ gọi là như thế nào? Tức là cơ thể sinh học em vẫn là nữ. Rồi chị hiểu rồi. Nhưng mà em thì không có, cũng hiện giờ em cũng chưa có ý định là mình sẽ phải phẫu thuật giới tính gì cả. Ừ. Nhưng mà trong tư duy thì em xu hướng là nam. Thì trong đối với cái trường hợp như em với có thể là với bạn á, thì trong cộng đồng thì họ gọi là mối quan hệ dị tính, tại vì em là nam và thích một bạn nữ, vẫn thích một bạn nữ thì gọi là dị tính. Dị tính. Dạ, còn nếu mà
cùng giới thì gọi là đồng tính. Ủa thì em với bạn này cũng đều là nữ, là cùng giới mà. Dạ, nhưng mà trong cái xu hướng về suy nghĩ, tư duy của em là em là nam, bên này là nữ, cho nên gọi là dị tính. Dạ, vẫn là dị tính. Còn khi nào hai người vẫn quen nhau mà hai người đều là nữ hết thì mới gọi là đồng tính. Dạ đúng rồi. À, hiểu rồi. Tư duy của em là nam. Dạ. Nhưng mà từ xưa đến giờ giống như cô này nhỏ lớn là cổ có yêu hai người đàn ông rồi. Dạ. Thế em có bây giờ thích trai chưa, mê trai chưa? À, câu chuyện của bạn cũng rất là thú vị. Tại vì tương đồng với em thì em có một cái cột mốc là cách đây 3 năm. Thì trước cái thời gian 3 năm á, tức là năm 2017 á, thì em quen các bạn trai. Và trong cái thời em lúc trẻ hơn bây giờ thì em quen rất là nhiều bạn nam. Và trong đó là cũng có hai mối tình, cũng có thể gọi là có một cái tình cảm sâu sắc. Nhưng mà sau đó đến cách đây 3 năm thì năm 2017 thì em gặp một cái người bạn nữ. Thì có một cái người bạn đó có thể nói là đã giúp cho em nhận ra cái giới tính của em lúc đó. Từ sau đó thì em thay đổi. Và sau bạn đó thì em có quen một bạn nữa, thì một bạn nữ nữa. Thì trong khoảng là gần một năm, cái quá trình của em là em cảm thấy mình rất là một cái câu chuyện khá là cảm hứng. Tại vì khi mà chia sẻ với cộng đồng thì hầu hết mọi người nhận ra mình từ rất là sớm. Nhưng mà với em thì mãi đến năm 2017 em mới nhận ra giới tính của mình. Và em chuyển đổi từ một cái người nữ vẫn mặc áo đầm, vẫn để tóc dài. Nhưng mà hồi xưa là áo đầm để tóc dài. Dạ. Và từng bước thì em chuyển đổi qua cái hình dáng, cái cách trang phục ăn mặc như bây giờ. Và em cảm thấy là hạnh phúc vì cái sự nhận ra đó. Dạ đúng rồi, có thể là em ở một cái độ tuổi cũng đã trưởng thành rồi. Cho nên khi mà em phát hiện ra giới tính của mình thì em thể hiện bản thân mình khá là nhanh. Và cũng chia sẻ với gia đình về cái sự thay đổi của mình. Và em rất là hạnh phúc với những gì mà em đang có. 3 năm thì tại vì em nói lúc đó em đã trưởng thành rồi. Có nghĩa là cuộc sống em thật sự nó đã định hình hết rồi. Thì khi em thay đổi hình tượng như vậy, có ảnh hưởng gì đến công việc của em và những mối quan hệ xã hội của em không? Cái sự thay đổi đó thì cũng có thể là một phần lý do là em làm công việc tự do. Em quyết tâm là em lập nghiệp, khởi nghiệp và lập nghiệp cho mình là từ năm 2017. Chứ không có làm cái công trước đó thì em làm công việc văn phòng. À, khi mà em đổi là coi như em đổi hết toàn bộ luôn. Dạ. Một cái môi trường làm việc mới luôn. Dạ đúng rồi. Cho môi nên trường làm việc có, nó khó khăn là khó khăn ở sự khởi đầu, còn đối với các mối quan hệ nó không ảnh hưởng trong công việc. Dạ. Còn em thì sao? Ba mẹ mình đã biết về cái suy nghĩ của mình cũng như là cái việc mình đã xác định rõ cái mối quan hệ của mình với trong cái cộng đồng LGBT chưa? Em chỉ mới nói với mẹ em thôi. Mẹ em hiện giờ thì chưa đồng ý, nhưng mà em tin là mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho em. Em có mong muốn có một đứa con không? Có nguyện vọng để sinh con không? Dạ có chị, nếu như sau này kinh tế ổn định thì em vẫn muốn có một đứa con, hoặc là sinh nuôi, hoặc là em tự sinh. Em thì sao? Có muốn có con không? Dạ có ạ. Em cũng rất là thích có con. Và em có một cái ý nghĩ là thứ nhất là em cần phải trao đổi với bạn đời của em về việc đó rất là cẩn thận. Mà em có ý nghĩ là một là mình có thể sinh con nuôi, hai là mình cũng có thể sinh tinh trùng để mà có con. Nếu hai bạn cùng lấy nhau, ở với nhau sinh tinh trùng thì ai sẽ là người đẻ? Dạ chắc là em. Chắc là nhà bạn muốn em thì theo xu hướng nam cho nên em thích được chăm sóc hơn. Giờ rủ bên đây trường hợp không, là tôi nói trường hợp ví dụ như bạn nữ về sức khỏe tình hình không thể được thì như em thì có thể sinh con được không? Theo em biết là cũng có thể. Mà em có uống thuốc gì mỗi ngày để mà nó thay đổi cái hormone trong người mình không? Dạ không. Có nghĩa là em chỉ thay đổi về tư duy, ngoại hình, tính cách, suy nghĩ thôi. Dạ. Chứ không có phải uống thuốc vô để mà này kia. Dạ em vì... chưa. Em chưa dùng những thứ đó. Nhưng mà nếu mà muốn dùng là cũng có phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nhưng mà thường thường các bạn nam mà muốn mà thành nữ là phải uống mỗi ngày đúng không? Em cũng biết một số bạn là khi mà muốn xu hướng thành nam thì cũng tiêm hoặc là không dùng thuốc. Dạ. Nhưng mà em thì chưa có ý định đó. Hiểu rồi đó. Thôi bây giờ mình nói một chút xíu về tính cách. Em có những điểm mạnh, điểm yếu nào? Nếu mà như mà mới gặp á thì mọi người bạn bè thấy kiểu như là hơi khó tính, khó gần xíu. Nhưng mà quen rồi thì lại kiểu là cũng dễ gần, với lại nói nhiều. Thế còn mình? Em thì em coi có một cái điểm vừa là điểm mạnh mà cũng vừa một cái điểm hạn chế của em. Khoảng năm 2005 thì em có ra Hà Nội làm việc khoảng gần một năm. Và lúc đó là em nó có một cái cột mốc là em có một cái bệnh gọi là bệnh rối loạn lưỡng cực.
và cái bệnh đó nó theo em nhiều năm tháng và nó cũng đúng gây lưỡng cực là sao? À, nó là một dạng bệnh là liên quan đến sức khỏe tâm thần đó chị. Thì lúc đó là em có một cái cú sốc là em rất là khao khát đi đạt được học bổng đi du học nước ngoài, nhưng mà lúc đó là em không có đạt được cái ước mơ đó của mình. Cho nên và lúc đó thời điểm đó thì ở ngoài Hà Nội thì chỉ một mình á, cho nên em lúc đó em không có đối diện được cái nỗi buồn của mình. Một cái là không, đại khái là một cú sốc, bị rối loạn tâm lý. Dạ, thì cái bệnh đó, nó theo em nhiều năm. Thì nhưng mà em và mỗi nó cũng khá gây xáo trộn cái đời sống của em trong nhiều năm. Và đó cũng là một trong những lý do mà em một thời gian là em chưa muốn lập gia đình. Thì nhưng mà hiện giờ thì em đã vượt qua nó rồi. Và em cũng muốn là cái trong một cái tương lai á, mình có thể viết sách hay là làm một cái video gì đó để mình chia sẻ, mình truyền cảm hứng là những người như mình á, thì mình dám sống. Thứ nhất mình dám sống thật với giới tính của mình. Thứ hai là mình có một cái nỗi khó khăn trong cuộc sống về bệnh như vậy nhưng mình vẫn vượt qua. Em muốn tìm một cái người đồng hành với mình trong tương lai là người như thế nào? Em muốn là bạn đó có một cái tố chất lãnh đạo và có thể làm chủ được. Làm chủ là vì em quan niệm là nếu mà muốn hạnh phúc thì đầu tiên là mình phải hạnh phúc trước, chứ không phải là người khác mang lại hạnh phúc cho mình. Cho nên em cũng mong là hai người đều có thể, mỗi người đã là một thực thể hạnh phúc trước và đến với nhau. Và thứ hai là có sức học tập, ham thích học tập. Tại vì em bản thân em cũng rất là thích học, rất là thích phát triển bản thân. Lúc mà đi học sinh muốn khao khát học bổng đó là ngày xưa em giỏi về cái gì? Dạ, hồi đó là em học đại học sư phạm khoa Anh. Là giỏi tiếng Anh phải không? Dạ. Ước mơ không thành. Rồi còn em? Có ước mơ khác. Em mong muốn tìm một người bạn đời như thế nào? Dạ, em muốn người đó phải nhiều tuổi hơn em xíu. Cho chị hỏi lại, nãy nói đây là bao nhiêu? Dạ, em 40. Sinh năm 79. Bên này sinh năm bao nhiêu? 90. 90, trời ơi, nhiều lắm, hơn nhiều lắm. Được không? Dạ được. Rồi sao nữa? Ý là người đó phải trưởng thành, phải có công việc ổn định, tự lập, với lại biết quan tâm, biết yêu thương, lo lắng cho gia đình. Chị nghĩ là hai bạn cũng có một số điểm tương đồng, nhưng mà quan trọng mới nói thôi à, nhìn nhau mới là quan trọng nha. Đâu, trời ơi, tôi còn chưa nhận dạng cái luôn, hình này là hình thời xưa đó hai em. Hình còn con gái đó hả? Trời ơi, chọn đi. Bây giờ khác như vậy rồi. Khó quá. Em đoán là người này. Người đó, lý do tại sao đoán người đó? Em cũng biết nữa nhưng mà cảm nhận nghe giọng nói vậy. Em đoán là người đó. Này ha, bên đây nhận ra được cô đó chưa? Khó quá. Khó thiệt. Khó thiệt. Quá khó. Chỉ đại đi. Theo cảm tính. Cảm tính người này. Cô đó lý do sao chọn cổ? Dạ, em tự nhiên em cảm nhận là chắc là cũng mắt kính giống em đó. Mắt kính giống em hả? Rồi. Ok, bây giờ mời hai bạn nhìn về phía cánh cửa trái tim nha, để xem cái cảm tính của mình hôm nay đúng hay sai. Dạ. Rồi, sao? Vậy mình xưng hô nhau bằng gì? Trong giới là mình kêu bằng anh em hay sao? Dạ, em xưng hô với mọi người vẫn xưng là anh. Rồi thì mình cứ anh em thôi, lớn hơn ta tới 11 tuổi lên đúng không? Tự tin lên. À, mình tặng cho Vân món quà. Dạ, mình cảm ơn. Một sự khởi đầu và mong những điều tốt đẹp nhất đến với em. Dạ, em cũng có món quà tặng cho anh. Đó là một cuốn sách. Ok, cảm ơn. Ý nghĩa gì của cuốn sách này? Dạ, giống như cái tên của cuốn sách đó. Lấy ra coi tên gì vậy em? Trời ơi, cổ tiết kiệm không nói luôn cái tên sách nữa nè. Mong gặp được một người như em. Mong gặp được một người như em. Rồi, cảm xúc đầu tiên khi cánh cửa này mở ra, em cảm nhận như thế nào? Hơi rung. Hơi rung, em? Em cũng hơi rung chút xíu. Hơi rung có nghĩa là cũng có thể có điện rồi đó. Để cho mình đo cái cảm xúc của mình nó nhiều hơn. Thì bây giờ chị sẽ cho hai bạn thưởng thức món ăn của nhà hàng. Mời hai em thưởng thức món ăn rất đặc biệt của nhà hàng Anco nha. Trang trí rất là bắt mắt. Đây là món cá chẽm nướng dùng kèm với khoai tây bi, cải mầm, sốt chanh dây. Vừa ăn vừa tâm sự với nhau nha. Lớn hơn ta nhiều đã, phải chủ động, phải ga lăng xíu ha. Rồi, chúc hai bạn ngon miệng. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Mình cũng ly chào mừng ngày hôm nay gặp, lần đầu tiên gặp mặt. Rung quá nhở. Rồi, mời em ha. Em làm công ty gì? Giờ em đang làm trong công ty giày á, ở Bình Dương. Em làm về bên bộ phận đế, kỹ thuật đế.
Nhà em là ở Bình Dương luôn hả? Gia đình em là ở Nghệ An. Một mình em vô đây Bình Dương làm. Tại lúc trước có học ở Bình Dương xong rồi ở lại đây làm luôn. Anh trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà của với nam thì hai mối tình sâu đậm, còn với nữ thì một. Anh đặt không ao với gia đình chưa? Câu rồi. Là gia đình có đồng ý không? Gia đình hiện giờ thì bố mẹ anh cũng thương anh á, cho nên là bố mẹ anh tôn trọng cái quyền quyết định của anh. Cuối tuần thì em hay đi đâu? Đi đâu chơi? Đi làm về rồi em mở phòng mà ít đi chơi lắm. Thì nếu như mà tới với nhau rồi có đồng ý chạy xe từ nơi đó xuống Bình Dương chơi không? Đương nhiên là kêu bằng yêu nhau mấy núi cũng trèo đúng không? Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Thì nếu mà mình có thể làm đến với nhau á thì cũng rất là sẵn sàng. Em thì rảnh vào cuối tuần, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là rảnh. Còn mấy ngày kia thì là đi làm. Em có một mục tiêu gì trong 3 năm tới không? Ý là muốn 1-2 năm nữa thì sẽ kết hôn. Nếu mà có điều kiện thì sau này sẽ sinh con, có một mấy nhà. Thì nếu mà mình đến với nhau thì có thể sẽ có rất là nhiều cái thử thách, thì em có sợ không? Thì đương nhiên là ai cũng phải trải qua rồi, quan trọng là mình cùng với ai thôi. Tao nãy giờ thấy bên đây nói không, bên đây im ru bà rù vậy cưng. Nãy giờ tâm sự được nhiều chưa? Hơi chị. Vấn đề của hai bạn là đang ở xa nhau, em đến giải quyết trường hợp đó như thế, cái vấn đề đó như thế nào? Trước mắt thì hình Bình Dương với Sài Gòn thì em thấy cũng đâu có xa đâu. Rồi cỡ 40-50 cây thôi. Rồi sau đó thì em nghĩ là về công việc thì khi mà hiểu nhau hơn thì có thể có những sự sắp xếp tốt hơn. Bao nhiêu lâu thì mình gặp nhau được một lần? Nói chuyện với Vân thì biết là bạn rảnh cuối tuần. Thì em cũng có thể sắp xếp để mà cuối tuần gặp được. Được không em? Dạ được. Như vậy yêu xa thì cố gắng mà mình sắp xếp, nếu mà gọn gọn lẹ lẹ thì mình về chung cho nó lẹ, đỡ phải đi lại nó cực. Thì cái đó ăn thua em thôi. Dạ. Đủ tự tin, đủ bản lĩnh, đủ khả năng thì được thôi. Hôm nay mình đi với ai? Dạ em đi với lại hai người bạn của em, hai người bạn ở cùng nhà mà cũng như là thành viên gia đình của em vậy. Còn em đi với ai? Dạ em đi mình. Đi một mình. Rồi mời gia đình của bên họ nhà trai vào đây. Rồi chào hai em. Dạ em tên là Thúy Hằng và em ở chung nhà với lại Yêu Thương. Còn em? Dạ em tên là Trung Tính, em ở chung nhà với chị. Nhưng mà mối quan hệ là như thế nào? Rồi hai bạn là sao với nhau? Rồi ba người là bạn với nhau hết hay là như thế nào? Dạ cũng không có phải là anh em thật gì hết. Học chung một môi trường xong rồi ở chung với nhau và cảm giác là rất là thân thích, giống như là anh em thật vậy đó. Hai bạn có trong cộng đồng LGBT chung với Yêu Thương không? Dạ không, em là mẹ bỉm sữa. Mẹ bỉm sữa. Dạ. Còn em? Dạ không luôn. Em còn học đại học. Còn học đại học. Giới tính rõ ràng. Dạ. Hay là cũng vậy? Dạ, dạ bình thường. Bình thường, cái bình thường là bình thường mà cúi xuống tôi cũng nghi ngờ lắm. Rồi thế bây giờ hôm nay đến đây lắng nghe câu chuyện của hai bạn này nãy giờ thì em cảm nhận như thế nào? Dạ em cảm thấy là anh Yêu Thương và chị Vân có nhiều điểm tương đồng với nhau á. Cảm thấy chị rất là xinh gái. Dạ. Và em có một cái câu muốn nói với chị là chọn đúng ái nhân thì hạnh phúc cả đời. Nên là ai chị muốn hạnh phúc cả đời thì hãy chọn Yêu Thương. Trời ơi. Cái này chắc cũng có hối lộ trước khi lên ghi hình nè. Còn em nhận xét gì về chị gái này? Dạ em thấy chị đẹp, hiền. So với anh Yêu Thương thì như thế nào? Thì em thấy anh Thương là một người tự tin hơn. Và nói chung là anh có bản lĩnh hơn với chị Hiền thì hai người rất là hợp. Nói chung là hôm nay đến đây là mình chúc phúc, mình cảm thấy cặp đôi này có bấm nút được hay không. Một câu cuối cùng dành cho Yêu Thương để cho anh ấy có thêm động lực tiến tới luôn đi anh, gia đình đúng không anh? Dạ. Được phải không? Rồi cảm ơn hai em. Dạ, nha. Chị sẽ bơm vô cho coi được. Dạ. Không? Nhưng mà vấn đề cũng là do hai bạn này thôi, mình đâu có làm được gì. Bây giờ mình chơi trò chơi của chương trình ha. Mọi người bóc lá đi nè. Hôn đối phương, cả hai cùng cảm nhận. Mời em bước qua bên đó. Thật xinh xỏ đã nè. Cho anh hôn em được không? Cho anh hôn má đi. Rồi, cho phép ha. Dạ. Thương cho phép há nữa. Rồi, giờ đứng đó luôn đi nè. Cả hai cùng nói cảm nhận. Nói chung cũng nhìn cổ. Dạ cảm ơn em
cho anh cho phép anh hôn em hôm nay. Và thì cũng cảm thấy hơi run nhưng mà rất là vui và mong là có thể được tiến tới trở thành bạn và tiến đến với em. Thế là bữa nay cũng rất vui vì gặp được anh. Em cũng mong là nếu mà có cơ hội thì hai người có thể tìm hiểu về về sau này được nữa thì tiến tới hôn nhân luôn. Hay quá. Rồi mời em chuyển cái thân của bạn gái cho bạn gái. Rồi đọc lớn lên đi cưng. Trước sóng truyền hình, bạn nữ hãy come out với bố. Nếu bố không chấp nhận tình yêu này thì bạn sẽ làm gì? Chưa có come out với gia đình, em chỉ mới nói với mẹ thôi. Còn bố thì em cũng chưa có nói. Nên là bữa nay sẵn có chương trình rồi em cũng nói với bố, với lại anh chị, với lại gia đình em luôn. Là bây giờ con quyết định như vậy á, rồi con cũng mong là gia đình sẽ ủng hộ và chấp nhận. Em nghĩ mình hạnh phúc thì ba mẹ cũng sẽ vui á chị. Nhưng mà nếu như bố em không đồng ý thì em sẽ giải quyết như thế nào? Em mong là thời gian rồi ba mẹ sẽ hiểu. Dù sau này em không có, em có lập gia đình thì em cũng sẽ kiếm một người như vậy. Còn không thì em cũng sẽ ở một mình. Nếu em đã quyết định như vậy rồi thì em nên nói một lời hứa hẹn, một lời cam đoan gì đó về cuộc sống của mình để ba mẹ yên tâm rằng là dù mình có chọn như thế nào thì cuộc đời của mình vẫn sẽ hạnh phúc. Ba mẹ sẽ hiểu, tại vì bây giờ con cũng lớn rồi, con muốn sau này á là con hứa sau này con sẽ sống tốt, cố gắng làm việc và có thể chăm lo được cho gia đình. Rồi thôi như vậy được rồi. À, về chỗ đi em. Nếu mà nói về tâm lý thì không có ba mẹ nào mà không bị sốc khi mà đột ngột đứa con mình nuôi bao nhiêu không lớn mà lại có những cái thay đổi cái giới tính đột ngột như vậy. Thì thật sự tụi em muốn ba mẹ hiểu mình thì tụi em cũng phải dành cho thời gian cho ba mẹ để ba mẹ có thể dễ chấp nhận cái điều đó. Và tụi em phải hiểu một cách sâu sắc rằng là rất khó để chấp nhận. Khi tụi em có con cái rồi tụi em mới hiểu. Cho nên là mình cũng phải kiên trì. Thì chị tin rằng rồi nước mắt chảy xuôi. Bây giờ có thể ba mẹ em chưa đồng ý, nhưng mà một thời gian nào đó cũng không ai bỏ con cái mình cả, rồi cũng sẽ ôm những đứa con vào lòng. Thì đó là nỗi lòng của ba mẹ. Chứ còn thật sự tụi em muốn come out mà được gia đình đồng ý ngay thì thật sự rất là khó. Rồi bây giờ là thời gian dành cho hai bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường hãy đưa ra quyết định của mình nha. Nếu đồng ý bấm mạnh, không đồng ý lấy tay ra. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, mời em gái qua bên đây. Bây giờ là thật sự nắm tay nhau nè. Mình đã bấm nút hẹn hò với nhau rồi. Mình là Thi Anh, biên tập của chương trình. Dạ, em chào chị. Biên tập và sản xuất của chương trình thôi. Nên là mình chủ động chia sẻ về bản thân mình ha. Họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán, cũng như là nơi ở hiện tại của mình. Dạ, em là Lê Thị Thanh Thi. Năm nay em là 1990, năm nay em 33 tuổi. Hiện tại em đang là quản lý của một công ty về mua bán vật liệu xây dựng. Hiện quê em thì quê quán em là miền Trung, nhưng mà em sống ở đây với bố mẹ. Tốt là miền Trung thôi đúng không? Nhưng mà sinh ra thì dạ, phải lớn lên ở đây đúng không? Dạ đúng rồi. Là ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ha Thi? Dạ, mình nói lại em, em ở Sài Gòn luôn đúng không? Dạ đúng rồi, em ở Hồ Chí Minh luôn. Mèo quận mấy? Em ở quận 10 chị. Okay. Rồi, Thi có điểm mạnh, điểm yếu gì nè? Điểm mạnh với điểm yếu của em chắc là một là em hơi thẳng thắn, với lại kiểu như có gì nói đó, cho nên đôi khi cũng hơi mất lòng người khác. Có gì nói đó, hay mất lòng. Rồi có bị giận bao giờ chưa? Dạ chắc có chứ, nhưng mà xong sau đó thì công việc thì chia sẻ thì giải bày ra với nhau thì thôi, chứ cũng không có cái gì để bị vút mất nhiều. Đấy là trong công việc đồng nghiệp thôi, còn những mối quan hệ khác của em thì sao? Mối quan hệ khác thì em cũng hơi gọi là hơi nóng tính đó. Là kiểu như em rất là dễ, giống như là lâu lâu khi mà nói chuyện em hay dễ nổi nóng đó. Nhưng mà sau này đi làm thì nó đầm lại bớt, thì giờ nó bớt nhiều rồi. Nhưng mà lâu lâu thì cũng bộc lên chút.
19 tuổi là 27 mà. Dạ em nói gì nữa đó. Dạ đúng rồi. Em không có, kiểu như em không có giữ trong lòng mấy cái bực tức trong người, có là em sẽ nói chứ em sẽ không có kìm trong người. Em thấy không đúng là em sẽ nói liền chứ em không có giữ. Có khi nào mà nói chuyện như vậy với bạn trai không? Bạn trai cũ không? Dạ chắc có chứ. Em thấy không, nhưng mà em sẽ lựa lúc chứ không phải lúc nào là em cũng sẽ nói. Giống như là nếu mà đi ăn ngoài á thì thấy cái đó không đúng với mình thì mình sẽ nhắc bạn trai một tiếng, nhưng mà về thì mình sẽ nói là tại sao lại làm vậy như vậy. Nhưng mà em sẽ lựa lúc chứ em không bao giờ mà em bọc lên giữa chốn đông người hết á. Dạ. Tức là vẫn giữ mặt mũi cho người khác đúng không? Dạ đúng rồi chị, tại người ta giữ mặt mũi cho mình thì mình cũng phải giữ mặt mũi cho người ta chứ. Chứ không tới nỗi là bạn đâu nói đó. Đúng rồi, có nghĩa là em nóng tính nhưng mà em vẫn còn suy nghĩ. Đúng rồi, em nói là... cho người ta biết là tôi đang không hài lòng nha. Đúng rồi. Chứ em rất rất là em không bao giờ mà em để cho cái đó nó làm mất ảnh hưởng tới cái môi trường xung quanh em hết, tại vì cái đó là nó sẽ ảnh hưởng tới người khác. Mà ảnh hưởng tới người khác nó sẽ ảnh hưởng ngược lại em, cho nên em sẽ rất vô cùng hạn chế cái việc đó. Ừ. Rồi vậy thì tình trường thì sao, bao nhiêu mối tình rồi? Cũng 1-2 mối thôi chị. Dạ cũng không đi tới đâu. Rồi kéo dài bao lâu, những mối tình kéo dài bao lâu? Tính hàng năm đi chị, chắc khoảng có mối tình thì kéo dài 7-8 năm, có mối tình thì 3-4 năm. Rồi vậy hàng năm 7-8 năm, rồi sao mà chia tay? 3-4 năm nữa là tức là tổng cộng thời gian yêu đương của em đã mất 12 năm rồi. Dạ. Ồ. Ồ thì cái mối tình 7-8 năm thì cũng như tuổi học trò, chị lớn lên thì quan điểm sống khác nhau thì không hợp thôi. Quen từ cấp 3 hả? Dạ. Quen xong rồi... Chị, cái này đừng có nói nha, ba mẹ em không biết em quen. Hả? Kiểu như quen học trò thì chỉ đi chơi nắm tay vậy thôi, xong rồi thấy lớn lên thì kiểu như là hai người hai ngành nghề khác nhau á, thì xong em không có nói chuyện với nhau nữa, không có hợp với nhau nữa thì chia tay. Còn quen một thời, còn người còn lại thì quen xong rồi thấy không hợp, kiểu như quen một thời gian thấy là không có tìm được tiếng nói chung thì chia tay. Nhưng mà chia tay trong hòa bình, hai bên đều giữ mối quan hệ gọi là người quen, quen biết vậy đó, chứ cũng không có cái gì gọi là không có một cái drama nào xảy ra cả. Nói chung là hết tình hết duyên thì chấm dứt thôi. Dạ vẫn nói chuyện với nhau bình thường được, không có vấn đề gì hết, chỉ là không có đi chơi chung thôi. Tại vì dù sao lỡ đâu người ta có bồ có vợ mới thì với lại bạn người bạn trai cũ 7 năm của em bây giờ vẫn là bạn bè với bạn đại học của em và vẫn có... vẫn lâu lâu gặp mặt, vẫn nói chuyện hỏi thăm nhau bình thường, miễn sao là không bao giờ mà có cái gì gọi là đã riêng đó, để tránh cái tình trạng là bạn vợ bạn ấy có những cái suy nghĩ không tốt thì tụi em luôn luôn giữ một cái khoảng cách nhất định. Chỉ là chào hỏi thôi. Nói chung là vẫn là bạn bè ở mức độ xã giao. Dạ đúng rồi chị. Vậy là em độc thân bao nhiêu lâu rồi Thi? Chắc cũng mấy năm. Chắc cũng mấy năm thôi chị. Rồi em muốn tìm mẫu người như thế nào? Em cần người gọi là suy nghĩ chín chắn. Đẹp trai được thì càng tốt, nhưng mà giờ tuổi em thì chắc không cần đẹp trai đâu. Là được rồi chị. Thật ra em tính nói cái câu là đàn ông là được á, mà thôi cũng nên có một cái suy nghĩ chín chắn. Có thể là bình thường ở lứa tuổi của em á, đa phần á là sẽ không có tìm được những cái người nào mà, tại vì tuổi của em thì bạn bè xung quanh của em đã lập gia đình hết rồi, đa phần luôn. Thì nếu như mà em nói là giờ em muốn kiếm một người giống vậy á, thì rất là khó. Tại vì thường thường họ, những người như vậy là họ đã có gia đình rồi, cho nên là bây giờ tiêu chuẩn em thường là đi làm, họ có một cái công việc ổn định và suy nghĩ họ có chí tiến thủ là được. Chứ bây giờ nếu mà họ muốn có trong tay này nọ thì những người đó đã là của người khác rồi, chứ không phải của em nữa. Nếu những người có những cái đó mà người ta ly hôn rồi được không? Đã từng có gia đình thì được, và đã ly hôn rồi thì được. Nhưng
không nên có con rồi. Tại vì em không tự tin, thực sự là em không tự tin mà em có thể dành tràn vẹn tình cảm của em dành cho người con riêng đó. Lỡ đâu sau này có một cái người ta nuôi thì sao? Vợ con người ta nuôi thì cũng ok, nhưng mà nếu như được thì em nghĩ là không nên có. Nghĩa là cái chuyện mà chia sẻ tình cảm, dạ, nên là không có con, chưa có con. Tại vì nếu mà em không biết chuyện gì xảy ra được, lỡ đâu trước sau đó là hai bên đó có tranh chấp gì với nhau, thì mình lúc đó là con họ thì đương nhiên là máu của mình mà, thì làm sao mình có thể mình dứt ra được. Và em cũng sợ là, em chỉ sợ bản thân em là sau này em ích kỷ, là lỡ đâu em với anh người đó lấy nhau mà có con thì em sẽ không dành đủ được cái tình thương của em dành cho bạn ấy đều được với con em. Thì em chỉ sợ như vậy thôi. Còn với chuyện mà hai gia đình, hai người đó đã từng có một mối quan hệ và đã có con đi chăng nữa, thì khi mà họ có con rồi á, thì người đó nuôi đi, đâu, em xin lỗi, vợ của mẹ nuôi thì ok, việc đó ok. Nhưng mà em mong là đó, hai người đó giữ một mối quan hệ tốt đẹp, và đừng để cho cái người bước sau họ phải có những cái mối nghi ngờ gì đó, sẽ không tốt cho cả hai. Ok chị. Ok, về tuổi tác của bạn trai thì sao? Nếu như mà được thì đừng quá thấp hơn em, đừng quá nhỏ hơn em là được. Tại vì em nhỏ hơn, dạ, em maximum mấy tuổi thì được? 3 tới 5 tuổi là gọi là nhỏ lắm rồi chị. Tại vì em làm về lĩnh vực mà cũng đi xây dựng đó chị. Em làm về xây dựng thì trai nhiều lắm, thực ra là trai rất là nhiều. Nhưng mà trai nhỏ hơn mà, thì em biết được là em biết được là cái tính của các bạn ấy nó không có thích những con người lớn như em đâu. Các bạn ấy thường thường là sẽ thích những bạn nhỏ nhỏ thôi. Với lại thực ra em nhìn em vậy chứ em cũng hơi khó, gọi là hơi khó tính. Cái tóc của em mà em kéo thẳng xuống em uốn khúc vào nữa thì em trẻ mấy tuổi đó thôi. Vậy hả chị? Không, tại vì hồi xưa là chị chưa thấy em thôi. Tại vì giờ chị thấy diện mạo em vậy chứ cách đây một năm mấy là em cắt ngắn, em là tóc tém luôn á. Không, như là để như này, trong em duỗi cúp á, duỗi cúp kéo thẳng, xong rồi duỗi cúp nó cúp vào vai á. Dạ, không, giờ em đang cố gắng, em đang cố gắng để cho nó dài á. Ừ, đúng rồi đó, thì để dài như vậy xong rồi em duỗi thẳng nó xuống là tóc em sẽ đẹp luôn á. Dạ. Đợt em cắt tóc ai cũng tưởng em đổi, em thích con gái hết á. Thích con gái đúng không? Để sang con boy đúng không? Dạ. Đó thì cứ thử thay đổi kiểu tóc đi là mình sẽ chạy chung với các bạn cùng tuổi mình. Tại vì thực ra so với tuổi 90 là em cũng không phải là già đâu. So với tuổi 90 là mình cũng chạy chung đó. Dạ. Không, em tự tin, em rất là tự tin vô nhan sắc của em chị. Có thể là em có thể là ai nói vậy đó, nhưng mà em rất là tự tin là em đi làm em có tiền, em độc lập tài chính, và em ý là em không phải là xinh đẹp, nhưng mà em rất là tự tin là em cũng có cái nét của chính mình, cho nên em không có ngại người ta chê. Thì ý là em nói là sợ là mấy bạn trai mà nhỏ hơn em nhiều cái thứ đó. Cái kiểu tóc của em chỉ cần kéo thẳng nó lại một chút xíu thôi là mặt mình sẽ trẻ hơn rất là nhiều luôn. Dạ, cảm ơn. Em bằng tuổi em gái chị, mà em gái chị cứ già hơn em nhiều. Dạ. Chắc là có gia đình đó chị. Có con rồi. Đúng rồi. Thường thường mấy người trẻ, mấy người mà chưa có gia đình thì ít có mối lo hơn. Nó còn già hơn cả chị mà ra ngoài đường họ tưởng nó là chị gái của chị không mà. Dạ. Đó, ok rồi. Bản thân em thì em có cái năng khiếu, cái sở trường gì đặc biệt không thi? Không, em một người rất rất là bình thường. Em là một dạng người bù thông minh. Hay em hát hò văn nghệ gì không? Dạ không, em hát mà người ta chạy á, nghĩa em có khả năng làm cho người ta đi về á, chứ em không có hát. Về cuộc sống cá nhân của em thì nó cũng giống như là nó cũng dạng như là một trạch nữ vậy, đi làm trạch nữ đi làm xong rồi đi về chơi, rồi sau này thì em có nuôi thêm thú cưng, rồi xong vậy là đi về. Tại vì gia đình em thì em ở chung với bố mẹ thì kiểu như là mình em đi đâu thì em cũng ở nhà, mà ông ở nhà thì cuối tuần thì em ở chơi với cháu, chơi với thú cưng là hết.
có niềm đam mê của em là thần tượng Hàn Quốc thôi, chứ không có niềm đam mê nào cụ thể hết. Mà em đang ở nhà đúng không? Em đang ngồi ở nhà hả? Hay đang đi làm? Dạ không, em đang đi làm, em đang ở trong phòng. Rồi, ok. Ok, cảm ơn Thi ha. Hôm nay sẽ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi. Nếu có người phù hợp thì chương trình sẽ làm một lung kỹ hơn với em nha. Và báo em có lịch ghi hình để mình chuẩn bị ha. Dạ rồi. Ok, cảm ơn Thi nhiều. Em cảm ơn. Ừ, bye bye em. Dạ, bye bye chị. Rồi, mình tên Tâm đúng không chị ha? Dạ. Rồi, chị Tâm ơi, chị giới thiệu đôi nét về bản thân mình ha. Họ tên, tuổi, rồi công việc, quê quán của mình nha. Chị đang ở đâu, chị đang làm công việc gì này, chị có điểm mạnh, điểm yếu gì nha. Dạ, em tên là Hồ Thị Tâm ạ, năm nay em 42 tuổi. Em quê ở Thừa Thiên Huế. Em đang, còn nhà em thì đang ở Long An. Em làm việc may ở nhà, em sống một mình. Nên em thì nói chung ra thì em thì lao động thì rất là tốt. Ý là bản thân em thì lại hay tham công tiếc việc đó. Nhưng điểm yếu của em thì lại hơi hay thẳng tính quá, nên cũng hay dễ mất lòng. Chị sống ở Long An là chị sống với ai? Dạ em sống một mình ạ. Sống một mình hả? Trước nay chị đã từng lập gia đình chưa? Dạ em lập gia đình, con em năm nay là 19 tuổi ạ. Rồi. À, em ly hôn được 14 năm ạ. Vậy thì con ở với ai chị ha? Dạ con thì ngày xưa thì ở với bà ngoại, nhưng giờ trừ nó vô đại học thì nó về với ba nó ở Đà Nẵng ạ. Là sau khi ly hôn là ba ở Đà Nẵng còn chị ở Long An. Dạ ly hôn xong thì em lại vào Nam để làm việc. Em vào đây làm rồi em mua nhà ở Long An thì em mới về Long An được năm 2019 ạ. À là trước đây là chị sống ở ngoài miền Trung hả? Trước đây thì em là dân gốc Huế, thì em ở Huế xong rồi em ly hôn thì 2009 thì em đi vô làm công nhân ở máy khu công nghiệp Tân Bình đó chị. Rồi năm 2009 thì em về nhà em làm, em về nhà thì em có nhận hàng về ở nhà, may ở nhà chị. Dạ. Còn ba mẹ chị là vẫn ở Huế hả? Dạ ba mẹ em là ở Huế hết ạ. Rồi chị còn có điểm mạnh gì không? Em thì nói chung cuộc sống em thì nó bình thường, em cũng chẳng có cái gì gọi là mạnh, thì em cũng là một cô gái bình thường thì làm việc bình thường, ngủ em thì chỉ có vậy thôi, chứ em không có điểm mạnh gì mà cũng chẳng có khuyết điểm gì. Em chỉ có hay là thẳng tính, rồi lại em cũng ít ra ngoài, em làm việc ở nhà nhiều, em ít ra ngoài, em ít giao du với bạn bè. Nên là tới tuổi này thì đôi lúc thấy nó cũng buồn, thì em thấy trên em cũng coi về bên chương trình nhiều, thì em cũng muốn tìm một nửa của mình để cảm giác giống như là về già thì mình lại đỡ cô quạnh đó chị. Dạ, sau 14 năm ly hôn vừa qua thì chị có tìm hiểu ai hay là có hẹn hò với ai không? Dạ cũng có, ý là cũng có tìm hiểu cũng này cái nọ, nhưng lại không có hợp. Không hợp là không hợp kiểu gì chị? Giống như người ta nhậu nhẹt đồ nhiều quá, mình thì lại là mình thì dân lao động thì mình chú tâm lại làm tự việc. Cái giọng nhỏ lại như kiểu có ai sợ có ai nghe trộm vậy. Hả? Tự nhiên thì chị lại giảm âm lượng giọng của chị giống như kiểu có sợ có ai nghe trộm vậy. Đâu có, em vẫn nói chuyện bình thường, em ở trong nhà mà. Đấy. Hả? Em ấy... rồi nói giỡn cho chị cho vui thôi, nhưng mà là chị đang chị là có xưởng may tại nhà luôn hả? Không, em không có xưởng may ở nhà mà em nhận hàng của trên mấy cái shop gia công về. Đúng rồi, em gia công shop rồi em về em cắt em may ở nhà vậy đó, thì nói chung ra cũng đủ sống. Là chị mua nhà tại Long An rồi hả? Dạ em có nhà ở Đông An ạ. Rồi thế bây giờ chị muốn tìm một mẫu người như thế nào?
Ý là em muốn tìm người thì chịu khó một chút, ý là hiền lành một chút, sống không có nhậu nhẹt thì tha, có công việc ổn định một chút, giống như là sống mà kiểu giống như là tích cực á, chứ đừng có mấy cái người mà sống tiêu cực, nhậu nhẹt bê tha rồi là không công việc, là không ổn định, là không có được. Tuổi tác thì sao chị? Công việc ổn định là sao? Ví dụ như làm bảo vệ hay là tài xế rồi được không? Thì ý là làm cái gì cũng được, nhưng phải nuôi sống được bản thân mình, phải tích lũy, đừng có mà kiểu dạng giống như nghề nghiệp thì không quan trọng, nhưng có xã hội bây giờ thì lại giống như cái khu em ở đây nè, thì em thấy giống như là người ta cũng đi làm này làm kia, nhưng về rồi là ban ngày thì làm, mà chiều về lại Hôm nay chơi. mình nhậu nhậu từ 4 đến giờ đến 9 giờ tối đúng không? Rồi vừa ảnh hưởng người khác mà vừa lại không tốn kém, rồi lại nhậu vô lại lại nhà, rồi vậy là không thích rồi đó. Em hiểu rồi. Ok, chị về tuổi tác thì sao chị? Ngoại hình thì sao? À, thì nói chung ra thì cũng không cần là phải không tật nguyền là được nè, rồi kiểu giống như là tuổi tác thì cỡ chừng 50 đổ lại thôi, chứ đừng có lớn tuổi quá. Chứ đừng có lớn quá thì là giống như về rồi là nó cũng không biết sao, hơn nó cắt cái khoảng cách, cắt cái suy nghĩ rồi này kia cái nọ thì cũng là khó sống. Ok chị, rồi ok chị Tâm ha, hôm nay chỉ là buổi phỏng vấn sơ lược thôi, thì còn có các lịch làm nội dung nữa nếu như có người phù hợp với chị ấy. Cho nên là có gì thì chương trình sẽ liên hệ với chị nha. Dạ, Rồi. rồi em cứ rồi 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 Rồi, dạ. chào em. Thì chị là Thi Anh, là biên tập của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Ở đây thì có chị Uyên Uyên với lại chị Thanh Trúc nữa, cũng là biên tập của chương trình. Thì ở đây chỉ có ekip thôi, nên là em chủ động thoải mái chia sẻ về bản thân mình nha. Họ tên, tuổi, công việc, rồi quê quán, nơi ở hiện tại của mình đi ha. Hiện tại đang làm công việc gì luôn. Dạ thì em xin chào mấy chị ạ. Em tên là Yến, tên đầy đủ của em là Đặng Ngọc Yến. Thì hiện quê của em thì ở Cà Mau, nhưng mà hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương, ở Thuận An Bình Dương ạ. Công việc của em hiện tại là làm quản lý cho một trung tâm Anh ngữ ở Bình Dương ạ. Em làm công việc này lâu chưa? Công việc này em làm được hơn 1 năm rồi ạ. Lúc trước thì em làm giáo viên. Trước Em là sinh giáo năm viên bao em nhiêu? sau đó thì chị? Dạ em sinh năm 97 ạ. Thôi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì Yến ha? Điểm mạnh của em, điểm yếu của em là cái gì? À Rồi em ở Bình Dương là ở khúc nào vậy? dạ. Em ở Bình Dương là em ở Thuận An, ở gần chợ 4 á chị. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là cái gì? Mạnh của em á thì giao tiếp ổn nè, em biết lắng nghe mọi người, nhưng mà về điểm yếu thì em hơi nhạy cảm một xíu, với lại cũng hơi suy nghĩ nhiều, với lại quan tâm với cảm xúc của người khác quá, nên là nhiều khi cũng bỏ quên cái cảm xúc của mình. Rồi tình trường thì ra làm sao nè em? Em thì có một mối tình hồi lúc sinh viên, thì mối tình đó kéo dài cũng hơn 2 năm, thì em chia tay cũng gần 3 năm rồi. Lý do vì sao em chia tay mối tình đó? Về lý do thì em nghĩ là lý do cơ bản nhất vẫn là tại vì không còn tình cảm với nhau nữa thôi, chứ tại vì nếu mà còn tình cảm thì tất cả mọi thứ mình đều có thể cố gắng vì nhau mà thay đổi được, nên là lúc đó thì chắc là em cũng còn sinh viên nên là cũng cảm thấy là không có phù hợp với mình. Rồi là từ đó đến nay là em độc thân bao nhiêu lâu rồi? Thì em chia tay mối tình đó là em độc thân tới giờ thì cũng hơn 2 năm rồi chị. Thì cũng có nhiều người, cũng có nhiều mối quan hệ, cũng cũng tìm hiểu, nhưng mà tại vì em cũng không có sẵn sàng mấy để đi xa hơn á, nên là cũng không có đi đến đâu. Lý do vì sao mà em không sẵn sàng á? Lúc đó thì thứ nhất là tại vì công việc của em chưa có ổn định lắm, em còn tập trung để làm việc nhiều hơn, không có thời gian cho bạn. Thêm nữa là tại vì lúc đó thì em cũng còn còn những cái vấn vương nhẹ về mối tình hồi trước, cho nên là
Bây giờ thì thật sự là đã thoải mái rồi, nên là em sẵn sàng hơn trong khi bắt đầu một mối quan hệ mới. Rồi bây giờ mẫu mẫu người em thích là mẫu người như thế nào nè? Mẫu người á thì thật ra thì nếu mình nói về hợp á, hợp thì sẽ là thích được thôi, nhưng mà nếu mình nói về mẫu hình chung thì thứ nhất là về ngoại hình thì em mong muốn có một bạn nam cao hơn em, thì phải là cao tầm 1m65 trở lên. Nếu mà được thì cao tầm 1m65 trở lên. Còn về ngoại hình thì em không có cần phải đẹp đâu, tại vì dễ nhìn xíu là rồi, được. Công việc tuổi tác thì sao? Tuổi tác thì nếu mà được em lớn hơn em tầm 4 tuổi, nói chung là lớn hơn em á, chứ đừng nhỏ hơn em. Còn tính cách thì hòa đồng, vui vẻ nè, với lại đừng gia trưởng và đừng đừng phải là người hút thuốc. Công việc với lại quê quán vùng miền thì sao em ơi? Vùng miền của bạn nếu mà được thì ở miền Tây, còn ở miền Tây, ở Cà Mau thì càng tốt, tại vì sau này em cũng có định hướng về quê á. Mà quê em ở Cà Mau? Dạ đúng rồi, quê em ở Cà Mau chị. Rồi còn cái gì nữa không nè? Mình còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không, thì đơn giản vậy thôi. Nếu mà đơn giản như vậy thôi thì ở xung quanh em không sao, em không cho người ta những cái cơ hội. Dạ cũng có chứ. Em cũng tìm hiểu nhiều bạn rồi mà, nhưng mà tại vì khi nói chuyện thì lại không hợp. Thì em nói với chị rồi đó, tại vì quan trọng là em cảm thấy em hợp với bạn đó thì bây giờ em phải nói ra được là quan em hợp, nhưng mà hợp như thế nào á, để chị đi tìm người cho em. Ví dụ như chị lỡ chị đi tìm một cái người ghép cho em mà em không thấy hợp thì sao? Hợp như thế nào? Bây giờ ví dụ như là cùng quan điểm, cùng suy nghĩ với em thì giờ diễn tả làm sao ta? Ý là quan điểm của em như thế nào? Quan điểm về tình yêu của em á thì là em muốn bạn đó là một người chung thủy. Thì nếu như chung thủy thì không cần phải, ý là chung thủy là cái đầu tiên, cái thứ hai là người phải chia sẻ, nói chung là phải chia sẻ được những cái chuyện của mình ra, chứ không phải là người cứ im vậy thì em vậy em thích là cái người nói chung là người ta không sống không có nội tâm xíu đúng không? Dạ, phải bộc lộ ra đúng không? Ít thì cũng phải bộc lộ cho em, nếu mà nội tâm thì cũng chút vừa vừa thôi, nếu mà người nội tâm quá thì em là không đoán được là suy nghĩ cái gì á, dễ dẫn đến những cái hiểu lầm không có nên. Nói chung là hướng ngoại đó. Dạ, em thích hướng ngoại. Dạ, cầu tiến một xíu. Dạ. Còn gì nữa không nè? Thì tại giờ thì cũng có nhiêu à. Rồi thì ở đây chỉ là cái buổi phỏng vấn đầu tiên của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi. Nếu như mà có người phù hợp hoặc là em được lọt vào vòng 2 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bên chương trình sẽ gọi lại, thì chương trình sẽ có biên tập, sẽ nói chuyện một một với em sẽ cụ thể hơn ha. Nhưng mà làm giấy tờ đi, làm giấy xác nhận độc thân đi để tham gia chương trình em ha. Cái đó mình ra xã làm là được hả chị? Đúng rồi, chỉ cần ra xã làm thôi. Dạ vâng. Rồi cảm ơn bé Yến ha. Dạ em cảm ơn.